Bạn xin gửi các bạn một cây dango mà to nhất vườn và giá cả cũng y như bình thường đang bán, đó là 70.000 đồng. Đó là cây Cesaret. Cây Cesaret hiện tại là nó đang đi thêm một thân nữa rồi, nhưng mà người ta vẫn bán bình thường các bạn ha. Vậy chúng ta mua là đang lời các bạn. Vì lúc trước là nó cái thân nó như vậy là người ta bán rồi, nhưng bây giờ nó thêm một thân nữa người ta vẫn bán như vậy, vì số lượng người ta cũng còn khá nhiều, ở vườn còn khá nhiều, nên các bạn mua sẽ có được cái lợi ha. Bây giờ các bạn mua cây nào cây nấy là nó như vậy nè, như cái mía vậy nè, đẹp chưa? Mình thấy cái này là cái lời nhất trong những cái đám dendro mà mình muốn giới thiệu. Những cây bà liễu, những cây gồng, những cây bò tím, những cây bò vàng thì mình thấy nó còn nhỏ cây lắm. Đây mình xin giới thiệu gì này, đây là cây kinh ba nè. Đó. Đó không? Các bạn thấy nó nhỏ không? Có nhiều cây còn nhỏ hơn đây nữa nè. Đó. Thì cái cây mà các bạn đang mua là cây Cesaret là mình Mai Quy muốn giới thiệu này nè. Thì nó là tuyệt vời cái chỗ đó ha. Và cây Cesaret mà khi nó bự vậy các bạn có thể làm được nhiều trò. Ở đây là ví dụ mình giới thiệu một cái đôm, một cái chậu bự khổng lồ. Cái chậu khổng lồ người ta làm để người ta làm chậu giống như là tác phẩm á mà. Thì nhờ nó bự vậy nó mới nhìn nó mới đẹp. Nhưng nếu cái chúng ta vô những cây nhỏ nhỏ như vậy thì nó không có ra cái gì mà. Nó nhờ những cây bự vậy các bạn phải leo vào. Nên các bạn chúng ta mua cây này về để các bạn làm những cái tác phẩm như vậy. Ít hơn cũng được. Để nó ra được tác phẩm lớn cho các bạn chơi ha. Những vô những chậu lớn vậy thì kỳ rồi mình có làm cái clip các bạn có thể xem ha. Lớn nhất trong cái dòng mà Mai Quy muốn giới thiệu ở hiện tại trong clip này đó là cây Cesaret. Tại để mình coi có còn cái cây này, hình như là cây này vẫn còn không Cesaret không. Mấy cây khác nó vẫn là nhỏ nhỏ. Thỉnh thoảng nó có được mấy cây bự là Uga Quăng hay là Anh Ba. Nhưng mà Cesaret lúc nào nó cũng to như vậy hết. Nhưng qua bán cái đợt những cây Cesaret bự này thì nó sẽ quay lại cây Cesaret nhỏ các bạn ha. Vì cây này là cây nó đã thêm một lứa nữa rồi, thêm 6 tháng rồi đó các bạn. Tức là cây này người ta bị lố 6 tháng rồi. Tức là thường là dango người ta xuất ở vườn là nó có tiêu chuẩn, chứ không thể nào mà nó để hoài ở vườn được. Tức là khi cây này nó xuất là trước đó đã 6 tháng nó xuất rồi, nhưng nó vẫn còn ở đây 6 tháng vì có thể bán chậm hoặc là số lượng quá nhiều. Nên thành ra là chúng ta đang muốn nhấn mạnh là chúng ta mua trong đợt này chúng ta được một cây lan màu đỏ đẹp nhất, đẹp nhất trong dango, đỏ thật đẹp mà cây lại to nữa các bạn ha. Cây Cesaret này mà các bạn muốn trồng nó đỏ đẹp các bạn phải nắng nhiều nha. Nắng nhiều thì đỏ nó đỏ tươi, đỏ rực luôn. Những cây Cesaret mà trồng ở những miệt như Tây Ninh, Trảng Bàng, những miệt Củ Chi, nắng nhiều thì thôi rồi là màu đỏ của nó là tuyệt vời. Còn những cây này các bạn mà trồng ở sân thượng, những nơi có nắng nhiều, nắng cả ngày, nhất là nắng chiều thì mình đảm bảo là bông nó sẽ đẹp màu đỏ rực. Còn những bạn mà trồng đỏ ít, nắng ít thì nó màu đỏ sẽ không nhiều các bạn ha. Đó thì mình muốn nhấn mạnh các bạn để cái điều đó để các bạn có thể biết ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy giới thiệu về cây Cesaret, một cây to, cao, khỏe và hiện trạng như vậy để các bạn có thể mua và được cái lời trong đó. Cái lời là nó quan trọng các bạn ha. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn.